hoạt động thông quan mặt hàng rau quả qua các cửa khẩu với Trung Quốc thuận lợi hơn. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương nhận định, xuất khẩu rau quả của Việt Nam có nhiều triển vọng tăng trưởng sang thị trường này nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, bởi nhu cầu tiêu thụ hàng rau quả tại thị trường Trung Quốc sẽ tăng mạnh. Gần đây, một số mặt hàng rau quả của Việt Nam như sầu riêng, chanh leo được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, góp phần nâng cao trị giá xuất khẩu hàng rau quả trong thời gian tới.